Xin chào các bạn. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách khóa bảo vệ trang cá nhân trên Facebook tránh người lạ xem thông tin trên trang cá nhân của bạn. Rồi ví dụ như đây. Đây là trang cá nhân Facebook của tôi. Khi người lạ vào trang cá nhân Facebook của tôi, họ dễ dàng xem được hình đại diện này, ảnh bì cùng với các thông tin mà tôi đã đăng tải trước đó. Đó, họ có thể là xem được toàn bộ các thông tin như là bạn bè, ảnh đại diện cũng như là các thông tin mà tôi đã đăng tải trước đó Rồi bây giờ tôi muốn là không cho người lạ xem các thông tin mà tôi đã đăng tải trước đó Thì tôi sẽ tiến hành là bật chế độ bảo vệ trên trang cá nhân của tôi Thì để bật chế độ bảo vệ trên Facebook thì các bạn chúng ta sẽ làm theo các bước sau đây Rồi bước đầu tiên á các bạn chúng ta sẽ vào trang cá nhân Facebook của bạn Đó bình thường nó như thế này Các bạn chúng ta sẽ vào trang cá nhân Facebook này bấm vào hình đại diện ở phía trên bên góc bên tay trái này chọn vào hình đại diện rồi sau khi vào trang cá nhân rồi tiếp theo ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào bài dấu chấm này là các bạn chúng ta sẽ chọn vào sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào dòng là khóa bảo vệ trang cá nhân rồi nếu khi các bạn chúng ta chọn vào bài dấu chấm á mà nó không xuất hiện dòng là khóa bảo vệ trang cá nhân thì do các bạn chúng ta đang bật chế độ chuyên nghiệp đó các bạn chúng ta bật chế độ chuyên nghiệp như thế này thì chúng ta sẽ không thấy cái dòng là khóa bảo vệ trang cá nhân này đó bây giờ tôi đang bật chế độ chuyên nghiệp này khi tôi vào ba dấu chấm này thì tôi sẽ không thấy cái dòng là khóa bảo vệ trang cá nhân muốn xuất hiện dòng khóa bảo vệ trang cá nhân thì các bạn chúng ta phải tắt chế độ chuyên nghiệp đi đó bây giờ tôi sẽ tắt chế độ chuyên nghiệp đi này tắt đi thì lúc này á nó mới có cái dòng là khóa bảo vệ trang cá nhân đó, chọn vào bài dấu chấm này thì cái dòng là khóa bảo vệ trang cá nhân nó sẽ xuất hiện nha các bạn chúng ta sẽ chọn vào này rồi ở đây khi các bạn chúng ta khóa bảo vệ trang cá nhân á thì chỉ có bạn bè mới xem được ảnh và bài viết trên trang cá nhân của bạn chỉ bạn bè mới nhìn thấy ảnh ai gì và ảnh bìa của bạn ở chế độ phân giải đầy đủ đó thì chỉ có bạn bè mới xem được thông tin của bạn còn những người khác á sẽ không xem được nha rồi bây giờ tôi sẽ chọn là khóa bảo vệ trang cá nhân này. Đó khi tôi khóa bảo vệ trang cá nhân rồi thì ở đây nó sẽ xuất hiện là bạn đã khóa bảo vệ trang cá nhân. Chỉ bạn bè mới xem được ảnh và bài viết trên trang cá nhân của bạn. Ok. Rồi bây giờ tôi sẽ bật chế độ xem lên nha. Chọn vào bài dấu chấm này. Chế độ xem này, tức là khi người lạ vào trang cá nhân của tôi thì họ sẽ xem như thế này. Đó, toàn bộ thông tin của tôi nó đã khóa rồi mạnh đã khóa bảo vệ trang cá nhân này đó thì người khác tức là người lạ chưa kết bạn với tôi thì họ chỉ có thể là xem được thông tin như thế này từ tôi mà thôi còn các thông tin mà tôi đăng tải trước đó họ sẽ không xem được nha rồi nếu như các bạn chúng ta không muốn khóa bảo vệ trang cá nhân nữa các bạn chúng ta muốn là bỏ khóa đi thì các bạn chúng ta sẽ chọn vào ba dấu chấm này sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào dòng là mở khóa trang cá nhân tiếp theo các bạn chúng ta sẽ chọn vào dòng mở khóa ở đây này sau đó chọn vào mở khóa trang cá nhân. đó thì lúc này á tất cả mọi người khi vào trang cá nhân facebook của bạn đều có thể là xem được ảnh đại gì cũng như là các bài mà bạn đã đăng tải trước đó. đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách khóa bảo vệ trang cá nhân trên facebook. nếu thấy video hay hữu ích thì bạn đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn thì giỏi.